Xin chào các bạn nha. Xin mời các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Người Vùng Cao TV nha. Hiện tại ngày hôm nay mình lại đưa mọi người đi khám phá cùng mình một cái chợ phiên vùng cao vô cùng là mộc mạc và hoang sơ nhá. Đó là chợ phiên xã Lùng Phình thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhá. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng mình đi xuống chợ xem bà con ở đây họ mua bán ra làm sao nhá. Xin mời mọi người. Ở đây có bán cái này là bánh gì đấy? Bánh ngô. Bánh ngô à? À cái này làm từ ngô, ngô nếp hay ngô tẻ đấy? Ngô nếp chứ. À. Cái này bao tiền một cái? 5.000 một cái thì á? Rẻ nhỉ. À ngô. Làm bánh bằng ngô. À, khu này thì các cô các bà bán rượu ngô. Wow, khá là nhiều nhé. Ở đây một buổi sáng chắc là một bà phải bán 2-3 can. Wow. Họ mời mua rượu đây. Hôm nay mình bán mấy can hả em? 5 can á? 5 can này. À của em đây. Đã bán can nào chưa? Chưa à? Cho thử thoải mái. Anh cứ thử mỗi can một nắp này. À người ở biết à. Nếu mà mỗi can một nắp này mà từng này can, từng này nắp thì người. À chỉ người qua là biết à. Ở bên này thì có các chú các cô bán dưa. Chị mua gà. Con gà khá là to. Con này mấy cân à chị? À, 3 cân. À, giờ bao tiền một cân? 65. 36, 18, 9, 195. Chỉ mua con gà khá là to. Ây à, bà thử rượu. Khoảng bao nhiêu độ bà? 50 độ. Ây à. À, thử. Thơm không? Thơm đấy nhỉ? Ôi thôi thôi, mình không thử. Ây à, bà thử nốt à. Các chú rất nhiều sách can đi. Đây cũng bánh ngô. Rất nhiều đồ
Chú có cái đài này khá là hay. Mở tiếng tiếng người Mông. Này rau củ quả hàng nông sản. Mấy bà vừa bán hàng vừa thêu những sản phẩm. Cà chua, cái này cà chua trồng. Đây là thảo quả măng. Cái cô ăn ớt xiên thành một xiên dài. Một xiên này nặng phế đấy. Ở đây bán ớt, đa số bán ớt khá là nhiều. Đây có các bà bán củ tầm thất này, củ này khá là to, tầm thất tươi. Bà nào cần tầm thất liên hệ mình mua hộ cho. Tại vì chợ phiên có khá nhiều, đây là cái dế tầm thất. Ớt các bà cắt. Cái lá nó đi. Toàn dưa đây. Đây có những cái dầu thơm này khá là tươi. Lắp tanh rồi cái loại này là gì? Cái loại này là khá là ngon, ăn với ớt là khá là cay. Trên này chỉ có hàng nông sản là nhiều. Dưa. Bà con trồng ở trên nương. Quả này vào xào ăn khá là ngon. Mình cũng hỏi mấy bà rất nhiều nhưng mà các bà không biết tiếng phổ thông gọi là cái gì. Đây là thanh niên kia chở hai con với vợ. Rau má. Bà bán bánh
bánh rán. À, đây có sâm đương quy. Đây mấy bà bán cái gì đây ta? À, bánh ngô. Rất đông khách mua nha, và rất nhiều người bán bánh 5.000 một cái, khá là rẻ. Đây mấy bà trao đổi bán cái gì đây, bán túi. Khu này cũng rau củ quả, họ để những cái giỏ khá là đẹp này. À, ở đây có các cô bán gạo. Ở đây có các bà bán gạo. Cái này là gạo tẻ chứ nhỉ? Nè, bao tiền một cân? 20.000. À, gạo non vụ này ạ. À, gạo ngon. Em bán túi sách khá là xinh này. Túi này bán bao tiền một cái đấy em? Hả? 50 một cái à? Đây, tặng cho anh một cái nhé. 50.000 một cái này khá là đẹp. À, trong nó có mấy ngăn? À, có một ngăn thôi nhỉ. Bán khá là nhiều trên này. Trời sắp mưa, thời tiết này ở đây còn lạnh nhá. Mình nay mặc áo, không mặc áo khoác này, hơi cục tay hơi lạnh lạnh. Giờ mình sẽ mời mọi người mình đi di chuyển xuống ở dưới chợ lợn nhá. Xem hôm nay có nhiều lợn to, lợn đẹp bán không. Cái cây này là cái cây gì đấy anh? Cây này là cây gì ạ? Hả? Gọi là cây gì? Tầm thân ra, tầm thân rừng à? Chợ lợn thì bây giờ họ chú này sách cái này là mới. Chợ lợn bây giờ lại di chuyển xuống ở bên dưới này, trước là ở trên kia.
chú đi chợ mua hẳn một đùi đây, toàn lợn đây, đây là một đùi chú. Nhà có việc à, mua nhiều thịt ấy. Cấy à? Một đùi này hết khoảng bao nhiêu tiền, có đến 1 triệu không? 700 à? Mua phải cấy. Đấy, khu này là khu bán lợn. Con này dắt đi à? Con này là lợn Đực. Hôm nay không thấy có nhiều lợn to, nhưng mà lợn bé bé trên này bây giờ họ bán khá là rẻ nhé. Những con này thì tầm 1 triệu quay đầu thôi. Hôm trước con này nó phải hơn 1 triệu 2, 1 triệu 3. Hôm nay chỉ có lợn con và lợn giống. Nhưng toàn là lợn giống. À, chỗ này có con này to đấy. Con này mua về rồi anh. Con này mua mấy triệu? 8. Hả? 1,8 triệu à? Mua về nuôi à hay mua về thịt? À. 1,8 triệu. Con này to đấy. Nhẹ lắm à? Chắc phải 30 cân chứ nhỉ? 50 cân bán có 1,8 triệu rồi á. À, chắc tầm 3-40 cân thôi. Mua về có công việc à? Cúng đình. Hả? À, cúng đình. Đúng rồi, làm một con này về cúng rồi. À, chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 ấy nhỉ? Mình là dân tộc gì đấy? Dân tộc Phù Láng. À, Phù Láng cúng đình nhỉ? Đây, anh chơi một con này về cúng đình nhỉ? À, con này khá là đẹp. À, số này con này to này mọi người. Ờ, các bạn có thể thấy ở trên vùng cao ở đây họ bây giờ mặc áo khoác hết. Mình sáng nay đi mình còn mặc áo ấy, áo cụt tay. Đây có chó con này, có 3 con này, khá là đẹp. Này có 2 con. Con này bán bao tiền đấy? 400 con. 400 một con. Đẹp đấy. Ừ, đẹp nghe.
mua là 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 mua không tưởng là không lấy để anh lấy à, cho thêm 100 nữa rồi. À, lại à. Thôi cuối cùng là anh lấy. Đây là à, 4 con. Bán 4 con là được từng này tiền hay 1 con? 3 con bé thôi. À. 3 con 2 triệu được rồi. Thì 37 21. Rẻ nhỉ. 37 21. Thế 12 triệu. À, thế là không muốn cái này phải tầm 1 kiến rồi. Khu này tuần rất là nhiều lợn. Ồ, con này mới to này. Ờ, đấy, chó con này. Con sao con đen khá là đẹp. Ây à. Mấy con này mập nhé. Bao tiền một con đấy em? 600 to nhỉ. Con này chắc giống to chứ. Vâng, con mẹ nó to. 600 một. Để 6 con à. Ây à. Chắc phải tầm 3 cân rồi nhỉ. 3-4 cân. 4-5 cân rồi. Ừ. Khá là đẹp. Các bạn, mua đi. Ừ, mấy anh. Nhà ở đâu đó? Phi á. À. À, con này to này. Trụi hết lông. À, ẩm thực chợ phiên. Cống cả con đi ăn sáng.
ẩm thực chợ phiên vùng cao. Nhiều người bảo ăn thì không bớt, nhưng ngon là không bớt. Ui, quả chế. Giờ mình sẽ mời mọi người cùng đi ăn sáng đấy nhé. Ăn sáng xong rồi quay chia sẻ tiếp. Ui, cái nồi ốc đậu này. Đây là quán thịt chó nhé. Wow. Giờ sẽ mời mọi người ăn sáng nhé các bạn. Làm bát ra. Ăn xong rồi sẽ đi chia sẻ tiếp cho mọi người. Bắt đầu có miếng bên không? Thôi, giờ sẽ mời mọi người ăn sáng làm bát ốc đậu với bát thắng cố. Các bạn có vẻ như là sắp mưa đấy. Mời mọi người ăn sáng nhé. Ăn sáng nhé. Anh em mình đang ăn ốc đậu rất là mềm các bạn. Ốc đậu là nên người ta thắng cố bò ấy. Người ta nấu cùng rau cải nhỉ. Này nó dính luôn. Ăn này mát quá. Mát. Mùa hè ăn cái này cực mát. Đấy, ăn này thỉnh thoảng phải ăn cả rau thơm nữa các bạn này. Đấy. Hôm nay Châu chắc là sớm đấy. Thấy vừa đi qua đây nghe ghé qua đây không? Không. Hôm nay đi muộn là không ghé qua nữa. Ăn ốc đậu xong là chuyển sang mềm mén các bạn. Đây. Nói chung là hai cái món này lúc nào phải đi cùng nhau các bạn. Đây. Cha này vào ăn này. Ăn nó mới dễ nuốt. Cái này phải có ớt các bạn. Trời này ông cù phết nhỉ, đang sắp mưa. Trời này có vẻ như là sắp mưa. Dùng đi. No rồi các bạn. Mình ăn hai bát. No. No cả trưa. Mình dự tính là ăn đến trưa ấy, nên trưa là nhịn đấy. Nên là mình ăn nhiều buổi sáng. Thường thường là người ta bảo ăn dặm buổi sáng để lấy năng lượng thôi. Nhưng mà mình lại ăn no quá. Nhưng mà cái này không sao đâu, nó mềm các bạn này. Toàn ốc đậu mà, bé mềm mén thôi. Mình thì to quá. Cái mềm mén là ăn nó no lâu. Vớt đi ớt. Để chia hết này. Để thịt bì thì đây. Thôi ăn đi. Đây. Nốt đi nắng đi. Đúng rồi. Tôi cho nốt vào đây. Ăn nước canh đi. Tôi uống. Ăn hết rồi á. Mình sẽ cho một ít. Ăn hết không? Cố gắng ăn hết các bạn. Không vứt đi của phí. Nhà mình đã nghèo đây, còn vứt đi nữa thì. Thôi anh em chia nhau phí. Hết chỗ này ra. Thôi đổ hết đây. Thôi. Trộn mềm mềm anh em chia nhau. Cô gái đẻ trứng chưa hay là đang có con rồi? Đang có con. Đang mớm à? Nó đang ấy, đang bón. Ai làm bón? Nó đẻ. Cô gái là đẻ con. Đẻ con thì mình cho ăn ngoài đấy chứ. Nhưng mà Như Hải thì nó phải chưa tách được à? Chưa, Như Hải chắc phải biết ăn thì về mới nuôi được. Ừ đấy, chứ mình đi quay suốt ở nhà thôi, cô Hải cho ăn đấy. Ngọt quá. No nhưng mà vẫn phải cố gắng các bạn.
ăn hết được, bởi vì vứt đi nó phí. Tôi ăn hết. Nhưng mà chỉ còn một hai thìa thôi. Người ta bảo rồi, nếu mà không ăn hết thì không nên gọi nhiều, mà gọi ra là phải chén hết. Thế đây gọi là người có ăn thì phải ăn hết, người không có ăn thì người ta đang không ăn các bạn. À các bạn, no chưa hay là bát nữa thôi. Thật ra là mình trông ăn ngồm ngoàm vậy thôi, nhưng mà cũng không ăn được nhiều các bạn. Ăn mà hai bát phở là no rồi, hoặc là một bát. Wow. À, như này thịt lợn để họ dùng lòng phở này. À, thịt lợn đen này thì rất là dày và khá là ngon nha các bạn. Đây là cái chân giò thịt lợn đen này rất là to. Có cái này làm phở không thôi à chị? À, cái phở không này bao tiền một bát ạ? À. Ăn phở không ấy. Ây à, cái ốc đậu rồi mềm mén này, phục vụ khách cứ một bát ốc đậu, một bát mềm mén. Một bát ớt dầu thơm. Rất là đông nhá, chợ này khá đông. Người vợ bán rất là nhiều ớt. Cái này là cái hương các bạn. Cái này là bao tiền một bó ạ? 10.000 một bó. Người dân tự làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.